cháu Lương Thị L. Hai Điền, trú thôn Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, hình thành trong một gia đình có ba chị em. Do cuộc sống gia đình gian nan nên mẹ và các chị của L đều lần lượt quý phái Trung Quốc làm ăn và lấy bi. Bố của L bệnh tật liên miên nên ít lâu sau cũng từ bỏ cô nhỏ bé mà đi. Thấy cháu một mình bơ vơ, dù nhà nghèo, con đông nhưng anh cục dân thường 1970, trú cùng thôn, đã nuôi nấng cháu, nhận L về làm con nuôi khi cô nhỏ bé mới tròn 5 tuổi. Khoảng tháng 5 năm 2009, trong lúc Muôn Dân Long 1973, trú thôn Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, đang ở nhà thì Linh Thị Tuyên 1977, trú thôn Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, gọi điện nói nếu có người muốn đi Trung Quốc thì gọi điện cho Tuyên để sắp xếp. Khoảng 3 ngày sau, cháu Lương Thị L đến nhà chơi thì Muôn Dân Long nảy sinh ý muốn đưa cháu L quý phái Trung Quốc bán. Lúc này, Long giả vờ hỏi cháu L có muốn quý phái Trung Quốc để gặp gỡ mẹ không? Nghe bố ga mê thủ nói, vì nhớ thương mẹ nên cô nhỏ bé 8 tuổi liền gật đầu đồng ý. Kiếm được con mồi, Long vui như mở cờ trong bụng nhưng vì kinh hồn cháu L còn quá nhỏ dại sẽ không bán được nên Long gọi điện cho Tuyên thông báo tình hình. Mặc dù Long thông báo về độ tuổi của cháu Lương Thị L vừa tròn 8 tuổi nhưng Tuyên vẫn đồng ý. Long hỏi Tuyên nếu bán quý phái Trung Quốc được bao nhiêu? Tuyên trả lời nếu đưa L quý phái Trung Quốc bán được nhiều tiền thì sẽ trả tiền công cho Long nhiều, nếu ít thì sẽ trả ít. Người nam nhi này đồng ý và thống nhất địa điểm để gặp gỡ cháu L. Sau đó, Long dùng xe máy chở L từ nhà đến cầu Khe Tang, thôn Chiêu Lưu để giao cháu L cho Tuyên. Sau đó, người thanh nữ này đưa L đi ô tô khách ra Quảng Ninh rồi vượt biên quý phái Trung Quốc. Tại đây, Tuyên giao cháu L cho một người tên Ly không rõ rệt lai lịch địa chỉ. Người thanh nữ này trả cho Tuyên số tiền 25 triệu đồng và hứa khi bán cháu L ngừng sẽ trả thêm 10 triệu đồng nữa. Sau đó, Tuyên trở về nhà mình và đưa cho Long số tiền 20 triệu đồng. Tuyên giữ lại số tiền 5 triệu đồng. Số tiền này, Long và Tuyên sử dụng để tiêu pha cá nhân. Cháu L bị bán cho một người nam nhi Trung Quốc mua về làm hoàng hậu. Ngày đó, thấy con gái nuôi đi chơi mãi không thấy về, anh cục dân thường đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có hậu quả. Hết hỏi thông tin từ người này, người kia và trình báo lên chính quyền địa phương nhưng hậu quả mang về vẫn là con số không tròn trĩnh. Nghi rằng con bị lừa bán quý phái Trung Quốc nhưng mọi thông tin về cháu Lương Thị L vẫn tối tăm nên anh thường đành chờ đợi, hy vọng một ngày con sẽ tìm đường trở về. Sau 10 năm lưu lạc nơi xứ người, ngày 1 tháng 4 năm 2019, Lương Thị L bỏ trốn về nhà anh cục dân thường. Nghe cháu kể về hành trình quý phái Trung Quốc làm hoàng hậu khi mới 8 tuổi, tôi xót xa lắm. Cháu nói quý phái đó có bị tấn công đập hành hạ nhưng may mắn là sau 10 năm chung sống với Bi, L, không có con với người nam nhi ở bên đó. Khi lấy được niềm tin từ phía nhà Bi, L, đã tìm cách trốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian anh thường kể lại. Ngày con gái nuôi trở về, nghe con kể mang máng về sự việc, anh thường nghi vấn con gái nuôi của mình bị Muôn Dân Long bán quý phái Trung Quốc nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan điều tra Ca Kỳ Sơn. Sau khi hoàn tất biển sơ, củng cố tài liệu chứng cứ, Ca Kỳ Sơn đã tiến hành tóm giữ Linh Thị Tuyên và Muôn Dân Long. Trong phiên tòa xét xử diễn ra ngày 22 tháng 10, bị hại Lương Thị L không có mặt tại tòa. Đại diện phía gia đình bị hại cũng chỉ có người bố nuôi cục dân thường. Anh thường nói, sau khi về nhà và ổn định tinh thần, cháu L đã ra Hải Phòng xin việc làm ở ngoài đó. Giờ cháu cũng muốn quên đi mọi chuyện để mở màn lại từ đầu. Tại phiên tòa, hai bị cáo Linh Thị Tuyên và Muôn Dân Long đã thừa nhận hành vi tội tình của mình. Tuyên và Long đều biện minh cho hành vi tội tình của mình là do hoàn cảnh gian nan, thiếu hiểu biết nên mới làm liều. Long khai nhận, L xoan xỉn xuyên đến nhà mình chơi nhưng bị cáo không biết cô nhỏ bé bao nhiêu tuổi. Sau khi bị tóm, Tuyên đã tác động gia đình bồi xoan xỉn cho gia đình bị hại số tiền 20 triệu đồng, Long đã bồi xoan xỉn 35 triệu đồng. Gia đình bị hại cũng đã thống nhất bồi xoan xỉn số tiền 80 triệu đồng. Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Linh Thị Tuyên và Muôn Dân Long mỗi người 11 năm tù giam về tội mua bán trẻ em.
Về phần dân sự buộc mỗi bị cáo phải bồi toàn xỉn số tiền 40 triệu đồng.